Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em Hoàng lại quay trở lại ở đây. Không biết các anh nghỉ lễ đi chơi có vui không? Em Hoàng thì đi chơi, bây giờ mình có thời gian quay trở lại để làm clip cho cả nhà mọi người ạ. Em vào chơi thử một trận game nhé, cho nó đỡ cứng tay. Đấy thì lâu lâu phải nghỉ mất mấy hôm nghỉ lễ, thế là không chơi game tay nó sẽ khá là cứng nên có gì các anh thông cảm nha. Đây các anh nhìn chưa? Uầy. Cảng này đông thế nhở? Phải tầm khoảng ít nhất phải tầm 2 3 team cả nhà. Đây có một thằng này. Ba viên, ba viên, bốn viên DB kìa. Vừa mới xuống bốn viên DB mà không chết cả nhà. Sao DB yếu thế nhở? Vừa mới xuống thì chắc là ít khi nhặt được giáp lắm đúng không? Đỏ lắm thì mới nhặt được giáp đấy. Rơi xuống mà em xây cho bốn viên DB mà không ăn trụ. Ôi trời ơi, nhảy còn nhảy xịt này. Cầm được AK thì có phải là uy tín đâu. Bên kia đang bắn nhau rất là ok nha. Thì em sẽ lấy được đồ rồi sẽ công sang đấy nhé. Có máu này. Chưa kịp nhặt mọi người ạ. Ra nhặt AK trước mọi người nhé. Có phải có AK trước. Cầm AK bắn nó phê hơn DB nhiều. DB thì em bắn nó kiểu không quên lắm, không 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 thích bắn DB lắm, tại BD cái súng BD ấy, DB ấy, đấy nó cứ kiểu độ giật nó ít quá nên là kiểu thành ra mình bắn nó không quen. Em bắn kiểu quen những cái súng mà kiểu nó giật giật kiểu như M4 rồi ấy. Còn DB thì úi dồi, được đấy, DB thì nó không không kiểu giật lắm mọi người ạ. Mà thay đạn đâu em Hoàng thì hai cái tính là kiểu bắn xong là đút thay đạn ấy. Đấy nên là rất là ghét những cái súng mà bắn mà phải thay đạn nhiều, chỉ vì không có mới dùng thôi. Còn đâu bình thường thì em sẽ ít bắn. Ở đây có một thằng bên kho thì em sẽ đẩy sang nhé. Thằng này nó cũng cầm AK hay sao ấy, đẩy sang cả nhà. Có tiếng chân ở trong này, ở đằng trong này cũng có tiếng chân này, cầm AK ăn thằng ở trong kho chứ nhá. Thằng ở kia thì mới nghe tiếng chân nó bụp bụp thôi và nó chưa thấy, cho quả bom khói vào cả nhà nhé, bom lửa vào nhé. Đấy, nó ở góc góc lợn này chúng ta đó, nó vẫn ở góc này này, ngay chỗ góc này này đó, nghe tiếng chân rất là rõ luôn. Xảy này, ô đâu rồi, sau thùng à? À thằng này thằng bé cầm tay không cả nhà. Cuống 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 chết được với thanh niên cả nhà. Thì ở đây em sẽ đi bắn nhau tiếp nhé. Em nghe tiếng từ chân bên phải là có một thằng nãy kem ở bên tay trái trước mặt em này. Đó, chạy ra cái hở người cái ra là bắn em luôn. Còn một thằng bên tay phải nữa, chạy ra đằng sau này này. Đây nhá, bốt này, đó, chạy đừng kiểu ăn luôn bốt nhá. Còn một thằng bốt rồi này. Bốt này, bốt này, đó, cả nhà thấy em xài AK cho uy tín chưa. Em bắn quen những cái súng kiểu giật giật thôi. Mở góc nhìn này, thứ nhất lên nhé, xem có thằng nào không. Thằng bên này mình nóc thôi. Có một thằng chạy kìa, xài nhá. Xây con bốt cũng phải gọi là uy tín luôn cả nhà. Nào, ăn gạt luôn nhé, đâu người ta. Đây con bốt thôi, chứ người ít khi nó chạy trống như thế lắm. Ăn luôn này, nhưng trước mặt em có một thằng nữa thì phải. Hình như thế, đây đây đây. Ok luôn. Tiếp theo ở đây em có bắn thính này, đó. Ở đây em sẽ cầm con MG3 bắn nhé, cho sướng nhé. MG3 bắn tầm gần thì cứ phải gọi là vô đối mọi người ạ. MG3 với cả M4 nhé, em thì em không thích bắn ốp lắm. Để hôm nay em Hoàng thử vài ốp cho cả nhà nhé, để cho các anh biết tại sao em mà không bao giờ bắn ốp. Em mà bắn ốp phải gọi là siêu ngu luôn. Trước mặt em hình như có người này, nghe tiếng trần này, công lên nhá. À, thì ông làm sẽ làm clip vài ốp cho cả nhà xem nha. Úi dồi, gặp em rồi còn nằm xuống chứ. Đây đây có một xe đi lên này. Anh giả nó công em á, công MG3 của tôi này, công MG3 của tôi này. Hai thằng này nhảy xuống này. Em, bọn này ở dưới cái khu đầu đầu du học nữa đó. Đây, tiếng súng này bốt thôi, thằng này nhà bốt. Còn đồng đội bọn này ở cái khu du học nữa cơ, ngay dưới này thôi. Em xem nó có công lên không nhá, công lên chơi này. À định đi xe lên cứu đồng đội à, đồng đội chết hết rồi, lên đây lên đây. Úi rồi ơi, cũng hai thằng cả nhà nhé. Em nhìn là hai thằng này công xuống luôn mọi người nhá, chơi luôn này, đang bắn nhau với bốt ở đầu này này. Chơi luôn cho nó móng, cho nó nóng luôn nhá. Rồi nghe tiếng chân, một tiếng chân trong nhà này, tiếng trong nhà, u góc góc, góc 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 nhá. Một tiếng chân ở ngoài nữa nhá, chưa thấy nhá. Tiếng chân ở ngoài này, ở ngoài có những người bốt, một thằng bên phải nữa này, vào nhá. Đâu rồi ta, góc này không có này, cái góc kia rồi. Mày ở đây không, làm sao mà chạy được? Góc bên này không có, chỉ có góc kia thôi. Đây con bốt này, con bốt trước mặt này, đấy con bốt này, bên kia cũng bắn bốt cả nhà này, ăn luôn nhá. Đấy con bốt thôi. Rồi em sẽ lấy xe đẩy sang bên kia nhé, đẩy luôn này, nó ở trên nóc nhà thì phải. Đấy đây này này, nó chuẩn bắn em sấy em uy tín phết chứ, bọn thằng này sấy ác phết cả nhà. Đấy nó ăn máu đấy,
kiểu gì là nó sẽ chăng bom thôi. Nó trên cao nên là nó sẽ chăng bom xuống, mình chui vào nhà vệ sinh ăn máu nên là nó sẽ không 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 chăng bom được vào đây đâu. Tại khu nhà vệ sinh này không có góc hở, chỉ có đứng ở trước mặt thôi. Đấy, biết ngay mà, bom này. Một quả này. Rồi ok. Như là có tiếng nó nhảy xuống thì phải. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nhảy xuống đây, nhảy xuống đây. Đấy, nhảy xuống rồi. Công em nhé, mới nghe thì có một tiếng chân thôi. Trước mặt nè, nó trước mặt đang nằm ở trước mặt thôi. Trước mặt nó không có chỗ backup đâu nên nó chỉ có làm thôi mọi người ạ. Chẳng có bom đây. À nó ném lửa này, lửa của nó đấy. Áp sát này, chuẩn bị chăng bom ở nhà vệ sinh này, công ra nhá. Bom ở nhà vệ sinh thì mình phải công ra thôi. Úi giời, bom 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 này 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 này. Đây này này, ra chiến luôn này. M3, tức là với MG3 đúng không? MG3 bắn tầm gần các bạn, bết luôn đấy. Em có đi săn người tiếp này và trước mặt em có một team mọi người ạ. Em nghe đâu phải 2 đến 3 tiếng chân. Trên tầng 3 nhá, trên tầng 3 nhá. Nghe đâu phải 2 3 tiếng chân. Cho cả bom lên này. Đấy, cứ bắn xong rồi đi ở đâu nghe tiếng chân, tiếng súng các thứ này em lao vào đi săn luôn mọi người ạ. Test phụ kiện mà nên là bắn nó phải rực rỡ luôn, bắn phải mười mấy mạng để cho các anh biết là nó uy tín này. Nó gọi là chơi ok ngon lành không bị khóa tài khoản đúng không, chứ bắn một hai mạng thì nó lại bình thường quá, bắn phải nhiều mạng cơ đó. Để nó một thằng này, nó một thằng công sang luôn nhá, chết luôn này, lửa đốt chết luôn cả nhà. Như có một thằng ở trong nhà góc góc này này, vừa thấy rút chốt bom này, chốt bom rồi em tưởng ở góc bên này cơ, rồi góc đầu này còn một thằng ở trên nữa, còn một tiếng chân ở trên nữa nha. Thằng này xem em xử lý kiểu gì đây. Một tiếng chân mọi người ạ. À. Đấy chà, bom thì cũng hết rồi, không còn có bom nữa, xem thằng này có bom không ta. Thằng này nó ném em cũng mấy quả đấy. Có quả lửa là đang trên này, thằng kia đang ở trên tầng cao nhất tầng 3 ném bom này. Đấy chà, được của nó nha. Em lên ném khói che mắt cái cửa sổ của nó rồi ném bom lên nhá, chứ công lên ở đây nó ở cái nhà này ấy, nó hay có cái cửa sổ nó kê ấy. Mình mà công lên thì nó kiểu hơi bất lợi một chút đấy, nên là mình có bom lên mình sẽ dùng bom nha. Có bom nên dùng bom, đây có một quả bom nổ này đó, mình sẽ nhặt quả bom nổ nhá, rồi em sẽ vận dụng mấy quả bom này để xử lý thằng này xem có xử lý hay không nhá. Nghe thì là nó đang kê ở chỗ cửa sổ ấy, em nghe thì nó đang kê ngay ở chỗ cửa sổ rồi, cửa sổ hoặc là ở mép bên trái thôi. Đấy. Cho quả khói lên để chê cái tầm nhìn của nó đã, rồi bắt đầu em sẽ đứng ở cái cầu thang em chăng bom lên đó, thì nó mà kê cửa sổ thì chắc chắn nó sẽ ăn bom này đó. Rồi ok này, lấy quả lổ là cho nó quả bom lổ này, và kê cửa sổ của này là chết này không, hình như không có này, khả năng là không có, nếu mà có nó đã bắn em rồi. Cho quả lửa nữa nhé, cho nó ok này, kê này. Di chuyển rồi, di chuyển rồi, chắc là bị ăn lửa rồi, khả năng là bị ăn lửa rồi nên là mình sẽ di chuyển, bị ăn lửa rồi nhá. Cho quả khói này, úi trời, quả khói này em sang bên kia. Cho quả khói nữa cả nhà, khói che mắt tầm nhìn nó. À nó sấy em này, UMP UMP cả nhà nhé, UMP giảm thanh này. Nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi. À mày nhảy xuống với chúng tôi à. Xuống rồi nhá, nhảy xuống rồi nhá. Nhảy xuống này, đang chạy lên cầu thang này, em cái cầu thang này, nhảy ra ngoài hiên mọi người ạ. À. Nó nhảy ra ngoài hiên, nhảy xuống chơi luôn nhá, chơi luôn chứ lại nhảy ra đây cắn máu mà tôi chân này. Ok nhá, thằng kia em có lock rồi và em có nghe thấy tiếng chân của thằng cuối cùng này nên đây kê nó chạy bò ấy. Đấy, tiếng chân của thằng cuối cùng luôn đó mọi người, chưa đang chạy này. Bán với bọn này thì cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần kê bo là nó chết này, đây này chạy này đó, ok sấy rồi, không trượt vườn nào. Bọn team vừa rồi team Ấn Độ à, còn thằng cuối cùng mọi người, thằng cuối cùng nó vừa chạy qua đường đấy, em sẽ nếm khói nhá. Nó chạy qua đường chạy bo thì em sẽ nếm khói che mắt nó, rồi sang này sang nếm lửa mới à. Em có một quả choáng ấy, nếm quả choáng ấy, rồi tí bắn đó nhá, xử lý thằng này nhá. Đây này, khói che mắt hết rồi mọi người ạ. À. Nó đang ở một ở ngoài hay là chiều vào trong đấy, thì em sẽ bảo em check nhé, thì nhớ ở ngoài, nó vẫn ở ngoài, như tiếng chân thì ở ngoài, đây không có này đó, nó ở ngoài rồi. Thôi ném cho quả lửa nhé, xem có chết không, không quả lửa không chết thì cho quả choáng ra bắn là nó chết thôi, khói thì che hết rồi, không biết dính lửa không ta, chưa thấy phát ra tiếng chân thì khả năng là chưa bị dính lửa. Quả choáng này xem thế nào nha. Ui, thanh niên này tay chê kìa. Thanh niên bị ăn choáng này tay chê mọi người ạ. Top 1 nhá, 18 kill ok nhá.